Hai, chào cả nhà đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì hôm nay Thi Lê rảnh rỗi. Thi Lê thực sự thì mấy hôm nay cũng nói chung kiệt sức bất lực à cả nhà ơi. Mấy hôm nay mỗi ngày phải tắm coi như là gần cả trăm con bé chó luôn cả nhà. Đó thì cũng may phước là có con trai Thi Lê. Nó chứ sắp tới này cũng phải mệt mỏi thôi. Tại sắp tới là con trai Thi Lê nó nhập học rồi. Đó. Thì hôm nay Thi Lê rảnh rỗi, Thi Lê sẽ sẵn tiện cái clip này thì Lê sẽ quay luôn cập nhật tình hình sức khỏe của con bé chó mù mà nằm trong lồng sắt đang trên đường đến lò mổ đó cả nhà. Đây, bé chó mù đó cả nhà. Đó. Thì cả nhà thấy thật sự thì mà thì Lê nghe bác Đức chia sẻ và tâm sự nói con bé chó mù này nè là coi như là nó bị chủ nó hành hạ xong xuôi rồi khiến mà đôi mắt của nó bị giống như là bị như gọi là bị nhiễm trùng hoại tử á, coi như là phải móc mắt luôn đó. Người chủ gì mà đang tâm tàn nhẫn thật sự mà nói thì nghe cái câu chuyện kể thôi thì Lê không có thể nào mà giống như là tưởng tượng ra được cái cảnh đó trên cái nhà thấy nè đó. Thì thật sự thì bé chó mù á, nó về đây nó ở với lại Thi Lê cũng vài ngày rồi, thấy bé chó mù nó hiền dễ thương lắm cái nhà. Chứ thực sự á, có những con bé chó mà Thi Lê cứu về á, bị mù hoặc là bị mờ mắt hoặc là bị gãy gãy tay gãy chân gì đó nó hung dữ lắm cả nhà. Nhưng mà đặc biệt đó đi lại bé chó mù này cả nhà, nó dễ thương vô cùng, nó hiền lắm cả nhà. Nhưng mà mỗi lần ăn á là phải đưa ngay mũi cho bé nó ngửi đó cả nhà. Đã đọa vào cái thân súc sanh rồi mà rơi vào cái thân súc sanh rồi mà bây giờ gặp một cái người chủ, thực sự thì con bé chó này nó rất là bất hạnh cả nhà. Cả nhà thấy những con bé chó mà ở mái ấm của Thi Lê á, thì rất là chán nản. Mỗi bé là mỗi cái hoàn cảnh, nó đau xót, nó xót xa lắm cả nhà. Thì hôm nay Thi Lê rảnh rỗi, Thi Lê cập nhật tình hình sức khỏe của con bé mù cũng giống như con bé phèn. Thì Thi Lê sẵn tiện cái clip này thì Thi Lê cũng nói luôn, thì cũng có rất nhiều thính giả khi mà những cái kênh YouTube khác livestream lên, quay phim lên thì có những người nói tại sao Thúy Lê không quay trạm cứu hộ của Thúy Lê lên. Thật sự thì Thúy Lê á, có một cái nỗi khổ riêng của Thúy Lê. Thì tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân nào hoặc là thính giả nào muốn thắc mắc muốn xem chó hoặc là xem những con động vật khác ở mái ấm của Thúy Lê thì cái địa chỉ đó, cái quán cơm chay nó bước vô có 10 bước thôi là tới mái ấm của Thúy Lê rồi. Thì chẳng hạn như là ở địa chỉ là 3030 đường Lý Thái Tổ, ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì cứ tới đây là bước vài bước là tới mái ấm của Thi Lê rồi. Đó, muốn tham quan coi dê, mèo, chim, bồ câu này nọ, mẹ chó, mèo này nọ thì cứ vào đây đầy đủ, kính thưa tất cả các loại. Đó, chứ đừng có giống như là chưa có tìm hiểu được cặn kẽ rồi lên mạng nói sàm bậy, nói lung tung. Ở cả nhà thấy bánh mì á, bây giờ là Thi Lê phải đi lại lò xin bánh mì cũ người ta đó cả nhà. Bây giờ bé Phèn á thì nó thường thường nó ăn xúc xích chả lụa, mà bây giờ á chả lụa xúc xích cũng không có tiền để mua đó. Rồi bây giờ hạt hạt thì Thi Lê cũng nói chung là mua mua là chỉ có tiền mới mua được, mà mua thiếu thì Thi Lê mua không được, cái này Thi Lê nói thiệt luôn đó. Nhưng mà hồi trưa này Thi Lê có gọi điện thoại cho bên công ty hạt rồi, nói là bây giờ có cho Thi Lê thiếu được hay không, Thi Lê sẽ mua 400 kg đó. Mà mua 400 kg thì cũng chỉ ăn được có vài ngày thôi, nhưng mà quan trọng là có cho thiếu hay không đó. Ăn bánh mì đó cái nhà thấy đừng mua bánh mì cái ăn bánh mì đó. Ăn mì ngon lành chứ. Dâu ăn không? Dâu ăn mì không? Phèn ăn mì luôn à. Ngon lành luôn không? Anh mì ngon lành luôn không? Dạ. Đừng mù ăn kìa, để mù ăn kìa.
Thì sẵn tiện cái clip này thì Lê sẽ đặt tên cho bé mù là bé vàng luôn nha cả nhà, chứ kêu bé mù thấy nó tội quá cả nhà ơi. Trời đất ơi. Dâu nha, dâu dâu ăn mạnh dạn quá. Bánh mì cả nhà thấy không có đồ ăn và ăn bánh mì cũng cũng no thôi. Nghe dâu kìa, cho dâu bánh mì kìa. Từ từ nè, không một chút khoảng nè. Màu ăn bánh mì không? Không. Vàng, vàng, vàng ơi, vàng ơi, kêu mấy vàng mấy nay cái quen rồi đó. Ê, xin thầy. Phải kiếm mình chả lụa xúc xích Mình nó 1 ký mà mua bánh mì. thấy quậy lắm. Nè. Nè về. Màu ơi, vàng ơi. Dầu, dầu. Dầu ăn mì gà, tí ăn mình ha. Tí chơi ăn mình nè. Ai 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 bánh mì mà cũng dành để bó tay sợ ăn thiệt luôn á. Nghĩ cả bánh mì luôn. Đó, cả nhà thấy còn vài ngày nữa thôi là đến cái ngày tái chủng của nó đó, mà bây giờ chích vaccine một lần á, tiền biết bao nhiêu là tiền. Bây giờ chích á, cũng phải chích có nhiêu tiền thì chích bao nhiêu bé thôi đó. Chung thì thật sự cũng chán lắm cả nhà ơi, nhưng mà bây giờ Thi Lê, vợ chồng Thi Lê cố gắng kinh doanh tất cả các kiểu mà để kiếm tiền nuôi cái bầy chó thôi, nuôi hàng trăm con bé chó mồ côi rồi dê heo ngỗng gà vịt bồ câu mèo. Tí nó ngoài, tí tí đang quay lại. Xin mời chào. Khoan, thằng Bon kìa, thằng Bon ăn không? Lời kìa, để lời miếng bánh mì kìa. Lời hiền. Nghe phàn nghe nó phàn đồ ăn nữa kìa. Phàn ăn bánh mì đi. Phàn bánh mì đó không? Đó, đó. Chưa, chưa. Em đi chan thỏ.
Lâu kìa, xích, hồi ơi lỡ, vậy nè. Phạn ánh mì nữa không? Kìa, Phạn đang chờ ánh mì kìa.